Hi, em xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh Việt Bonsai Vlog nha. Thì trước màn ảnh đó là những cái nhánh chiếc linh sam lá nhỏ sông Hinh đó nè. Nó đã gà rễ nè, em chiếc nó rễ thì hôm nay em cắt anh em. Thì anh em ai có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ em nha. Em chia về cho anh em trồng, làm để anh em sắp rễ 24 giờ. Đó, thì anh em thấy là nhánh chiếc em là chiếc 100% nặng 2 luôn nha. Mà nhánh chiếc của em là chiếc rễ ra rất là chất lượng. Đó, anh em thấy nè. Đây, anh em thấy là nó đơm đều hết luôn. Đó nè, rễ nó ra nè. Đó, anh em thấy là bầu nào nó ra cũng đều hết, cũng nhiều. À, thì anh em có cần xài thì liên hệ em. Thì cái ưu điểm của nhánh chiếc này anh em, thì cái lá nó mình chơi bonsai rất là đẹp, tại vì nó xanh đậm á anh em, với cái kết cấu phân tàn của nó đẹp, với khi mà nó lên cái da đẹp á anh em, khi mà nó bự á thì cái da nó đẹp. Đây anh em thấy là khi mà nó bự ra nè là cái da nó rất là đẹp. À, anh em thấy là rễ nè đều hết, da nó đẹp luôn em. Ở đây, cái đây là cây mẹ đó anh em, em đã trồng được 1 năm mà nó cũng được khoảng 17 quanh rồi nè. Đó, thì bây giờ em chiết em giao quá anh em, nay nó bự rồi cũng bán được anh em, thì hôm nay em chiết xong là em giao. Đó, đây anh em thấy là những cái bầu em chiết nè, đây là những cái bầu em chiết sau khoảng tuần lễ anh em, nên nó chưa ra rễ. Đó, em thấy là em chiếc đợt này chiếc hết đằng tàn, đằng giao cho ông anh luôn, giao cái gốc luôn anh em. Em thấy em chiếc cái nhánh là nó rất là đẹp. Đó, đây em thấy đây. Đó, chiếc nhánh chất lượng luôn nha anh em. Thì anh em có nhu cầu đặt hàng em nha. Đó, giá thì 10.000 một nhánh nha anh em. Em ship khoảng một thùng khoảng 50 nhánh thì em mới ship nha anh em. Đó, dù anh em gần thì 30 nhánh em cũng ship, nhưng mà xa xa thì khoảng 50 nhánh em mới ship được. Đó, anh em thấy là nhánh nè. Đó, rất là đẹp. Nè, em ngồi cái rễ cho anh em xem. Đây, bầu rễ cực kỳ đều luôn nha anh em. Cái dòng linh sam này á, thì mình làm rễ nó dễ anh em, nó rất là dễ đều. Đó, nó ra rễ, cái nhìn mình nhìn cái cót rễ nè, cái đế nó nở ra, nó nở bệ hơn là những dòng linh sam khác. Cái dòng linh sam này nó cũng mau lớn anh em, mau lớn hơn những dòng linh sam khác nha. Đây, cho anh em coi một số cây rễ. Anh em thấy cái bệ rễ nè, nó khoảng 1 năm tuổi á là cây nó sẽ lên da me. Đó, nếu mà anh em chọn làm cây bonsai thì anh em chọn cái giống này, nó rất là nhiều ưu điểm, rất là đẹp. Anh em thấy bộ rễ cực kỳ đẹp luôn đúng không? Đó, giờ nó đang lên da me nè anh em. Đó, thì em chiết cái nhánh chiết, anh em thấy chiếc cái nhánh chiết nó lớn, nó đẹp nè. Về mình trồng là mau lớn. Đây, nhánh nào cũng có nạn hết nha anh em, 100% nhánh nạn luôn. Về mình là trồng nó sẽ mau có cây chơi hơn. Đó, đang giờ em hiện em đang chiết khoảng 1.500 nhánh anh em. Có gì anh em nhanh tay đặt hàng nha, để có gì em giao hết. Đây anh em thấy nè, rễ nó đơm nè, nhánh cực kỳ đẹp luôn nè. Đây anh em thấy là nè, em chiết trước nè, nó ra rễ hết luôn ha. Nè, nó đơm ra nè. Đó, nó đơm ra bầu. Đó, nhìn rất là đã.
Đây, đây là cái vườn linh sam của em khoảng 150 cây nha nè. Thì đất á, mình trồng linh sam nó có kinh tế anh em. Mình bỏ phí cũng ổn. Mình chỉ bỏ ra khoảng chừng vài triệu tiền giống là mình có khoảng vài công kiển rồi. Cái cây linh sam thì mình chơi nó cũng rất là bền. Nó có giá trị thị trường cũng rất là cao quá anh em. Thì anh em thấy cây này bồ đế cực kỳ không? Đó. Bồ đế cực kỳ đẹp. Thì cây này em trồng được 5 rồi anh em. Này bồ đế này em xử lý cũng 3-4 lần rồi. Ở những video trước anh em, em có quay cho anh em và chỉ hướng dẫn anh em cách xử lý bồ rễ như sao cho nó đẹp á. Nè anh em thấy bồ rễ nó dữ không? Lực lưỡng nè. Vậy là có thể mình bứng mình chơi được anh em. Thì mình chiết á, mình em đây em chiết em cũng canh ngay mùa mưa á nè, nó mát nó mau ra rễ. Nó mát nó ra rễ mau hơn. Em thấy nhánh quá trời nhánh luôn. Nhánh là rất là ngon nha anh em. Đây anh em thấy em chiếc nè. Cái này thì khoảng 10 bữa nữa nó mới có cắt để giao. Thì bây giờ em đăng lên thì anh em liên hệ. Khoảng 10 bữa nữa là em giao dừa. Đó, anh em nào có nhu cầu thì đặt hàng nha. Giá cả thì rất là phải chăng, nhánh thì chất lượng. Anh em thấy nó ra rễ hết nè. Đang ra rễ anh em. Thì khi giao cho anh em thì nó, em đợi cho nó ra rễ nhiều nữa. Đây, anh em thấy nè, ra rễ nè. Để cho nó ra rễ nhiều một tí nữa, nó bít bầu luôn thì em mới giao. Nhánh vậy là về mình trồng rất là ok luôn anh em. Đây anh em thấy nè. Đó, nó ra rễ quá trời luôn. Nhánh bên em là nhánh chất lượng tự tay chiết nha anh em. Không có mướn những người không có nghề chiết á. Mình tự tay chiết, mình biết nghề, mình chiết ra cái nhánh chiết nó đẹp. Nó chất lượng hơn là người dân bình thường chiết, người ta chỉ biết chiết thôi. Người ta những cái kỹ thuật mà để cho ra nó ra rễ nhiều quá thì người ta không có biết, người ta không có gành. Đó thì ở đây em chiết tại nhà, tự tay chiết luôn nè anh em thấy cái đó, cái bầu nó ra rễ đã không, nên rễ là khỏi chê. Đó thì em có anh em có nhu cầu thì lên Facebook tìm kiếm. Facebook của em là Việt Bến Tre nha anh em. Thì cái số điện thoại em có sẽ có để dưới video. Em sẽ gắn cái số điện thoại lên video. Thì anh em có nhu cầu điện vào số điện thoại đó thì sẽ gặp trực tiếp em. Đó, là sẽ đặt hàng, em sẽ giao. Để em đi kiếm vài cây ghế đẹp cho anh em xem nha. Đó, cây rễ rất là đẹp anh em không? Về anh em cứ làm theo những video của em thì nó sẽ được như cây vậy. Nó đã được mười mấy 20 hoành không anh em. Đây. Đó, rễ rất là đều. Rễ rất là dữ luôn nha anh em. Đây là nhánh chiết nè. Đây thì mình sẽ tiến hành cắt nha anh em. Mình sẽ tiến hành cắt nhánh. Đó, đây. Đây anh em. Rễ đây. Đó. Cắt nhánh thì linh sam khi mình chiết rễ mình cắt rất là ham nha anh em.
Đây. Đây nhánh cao rễ lên nha. Nhánh này cắt được chưa? Được luôn, cắt lại. Tại vì khi mà mình cắt mình trồng á anh em, thì mình cắt rễ nó vừa vừa phải vậy nè. Mình trồng thì nó sẽ ngon. Rễ mới. À, rễ nó non á, nó phát triển mạnh. Ví dụ mình để già già chút cũng được nha anh em. Nhưng mà mình đừng có để là nó già quá thì nó sẽ không ngon. Này nữa nó. Ờ, nhánh này nhiều. Rồi, quá đã. Thấy nè, nó ra rễ rất dữ. Này nó núp. Nè. Chiều quá nắng chói mắt không thấy. Ừ, nè ra rễ không? Này nè. Đó thì rất là ngon. À, cắt rễ rất là ham luôn nha anh em. Nhánh này quá đã luôn. Ừ, nhánh cực kỳ. Nhánh cực kỳ đẹp luôn nè. Này mình trồng rồi nó sẽ mau lớn nè. Đó. Quá trời đã anh em ơi. Anh em có cần xài thì vui lòng liên hệ nha. Liên hệ càng sớm càng tốt. Đó, mình thu hoạch nhánh này rất là đã anh em. Bó vô này nó im ha. Ừ. Ừ, im quá. Quá trời đã luôn. Nhánh chiếc này chỉ có một đợt này thôi nha anh em. Khi mà hết rồi là không còn nữa. Nên anh em nhanh tay nha. Đó, anh em thấy rễ rất là đã. Rất cực, rễ cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đây. Đó thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em cũng cảm ơn anh em nha. Đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu thì đặt hàng của em thì bên em cũng có hướng dẫn cho anh em làm anh em. Rồi anh em nào mới chơi chưa biết chưa rành á thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ hướng dẫn tận tình, dù em biết được gì thì em sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm cái đó cho anh em về làm. Nó đạt hiệu quả cao. Để cho nền bonsai của mình được phát triển tốt á. Thì cũng xin tạm biệt tất cả anh em nha. Hẹn anh em ở những video sau.